Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình đang có mặt ở chùa Gushitagam các bạn, ở huyện Vĩnh Lợi. Thì hôm nay ngay ngày lễ Đôn Ta các bạn, mình sẽ vào để quay cho các bạn xem nha. Hôm nay hình như là ngày thứ hai. Đây là chùa cũ nữa các bạn, có rất là nhiều bồ câu luôn. Bây giờ mình sẽ vào trong để quay cho các bạn xem. Thì hôm nay là lễ Đôn Ta. Ngôi chùa có kiến trúc rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rất là rộng. Ở phía bên đây đang xây cấp thêm các bạn. Mình sẽ quay toàn cảnh một vòng cho các bạn xem. Thì ngôi chùa này là ngôi chùa có ngôi chánh điện lớn nhất Việt Nam các bạn. Đây các bạn nhìn thấy có đẹp không? Rất lớn luôn. Bây giờ mình sẽ vào khu chánh điện này để quay cho các bạn. Ngôi chùa có kiến trúc rất là đẹp lắm rồi. Mình sẽ đi qua hướng bên này trước. Đây thì mới vừa mưa xong. Mới vừa mưa xong.
Đây là ngôi chùa khá nổi tiếng ở Bạc Liêu nha các bạn, phía sau chùa Sim Cán. Chùa này thì đường hơi khó đi xíu nên cũng có ít người đến. Bên đây là cổng thứ hai nè các bạn. Mình sẽ đi qua chỗ bên đây để quay cho các bạn xem. Mới mưa xong nên hơi ướt. Mình sẽ qua phía bên này. Chùa còn đang có rất là nhiều công trình. Mình thấy kiến trúc rất là đẹp. Dạ. Chúc. Mình sẽ vào đây để quay cho các bạn. Nãy bạn kia nói bên kia có ông nên mình sẽ đi hướng này. Mình sẽ vào hướng này. Nãy chú đó nói là lễ Donta đã xong rồi. Mình hơi đi ra muộn. Mình sẽ lên lầu để cho các bạn xem. Hai bạn kia nói bên phía bên kia có ông. Mình sẽ đi phía này.
Đây là toàn cảnh nhìn từ phía trên nữa các bạn. Rất là đẹp. Mình sẽ lên thêm một tầng nữa nha các bạn. Wow. Trên đây nhìn phong cảnh quá đẹp các bạn. Cảnh phía xa các bạn thấy không? Wow. Đây như một ngôi trường học các bạn. Mình vừa đi mình vừa cảnh giác, tại vì bạn nó nói có ong nên mình. Đây là những bức tranh các bạn. Wow, những bức tranh quá đẹp. Mình tính đi ngay hôm nay là ngay lễ Donta, đông người để quay cho các bạn xem, nhưng mà hôm nay thì đã qua ngày rồi các bạn. Các bạn thấy ngôi chánh điện phía bên kia không? Xíu nữa mình sẽ lên trên phía trong đó để mình quay cho các bạn xem. Nhìn từ trên xuống quá đẹp. Đây cũng đang xây cắt thêm rất là nhiều luôn. Đặc biệt rất là ấn tượng với những kiến trúc của ngôi chùa của người Khmer nha các bạn. Rất là đẹp. Wow. Những con chim bồ câu nó mới bay các bạn, làm giật mình. Mấy bạn thấy nguyên cái tháp ở ngoài xa kia không? Đây, zoom lại cho bạn ta. Cũng thuộc về của chùa Gusitagam luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nha các bạn. Mình quay vài khung cảnh ở dưới cho các bạn xem. Còn những bức tranh này đẹp quá các bạn ơi. Mình sẽ xuống đường này. Chiếc đường này có ông. Dòng ở phía bên đây đi. Giờ mình đã xuống dưới rồi các bạn. Giờ mình sẽ đi vòng ra phía sau này. Chùa khá là rộng.
xíu mình sẽ vào quay cái bên trong chánh điện cho các bạn xem. Rộng luôn, không biết ở đây có ong không. Rất là nhiều chim bồ câu luôn các bạn. Chắc mình đi ra phía ngoài trước quá các bạn. Đây, nguyên một khu rừng luôn các bạn thấy không? Mình quay ở chùa Gositaram này xong thì mình sẽ đi vào chùa Hưng Thiện nha các bạn, để quay cho các bạn xem. Chùa Hưng Thiện cũng khá là đẹp. Đây là cái cổng thứ hai. Chú, dạ. Ủa bữa nay hết lễ Donta hả chú? Hết rồi. Chứ không phải là 3 ngày hả chú? Ở 3 ngày, không phải một ngày chính. Ừ, một ngày trôi đó. Dạ. Hết. Con tưởng đâu hôm nay có lễ trong người nên con đến rồi và hết rồi. Còn phải là cuộc năm nữa. Dạ. Tháng 3. Tháng 3 hả chú? Trong tháng 3 đó. Dạ. Đây là cổng thứ hai này nha các bạn. Ở bên đây thì còn một cái tháp, còn một cái một khu nữa, mình sẽ qua khu bên đây đi. Quay cho các bạn. Thì nãy chú đó nói là một ngày chính là ngày hôm qua rồi, mình đi bữa nay, mình tưởng là hôm nay mình đi thì đã bị trễ rồi. Mình cứ tưởng là 3 ngày. Đây. Đường dẫn qua một cái tháp. Một cái tháp thứ hai. Những hoa văn trang trí ở đây rất là đẹp các bạn thấy không? Những bức tượng làm rất là đẹp luôn. Rất là sắc nét. Đúng là mình thấy là những bức tượng người Khmer làm thì rất là kỳ công luôn. Bên đây là đài hỏa táng các bạn ơi. Đây đang xây dựng. Đang xây dựng. Nãy mình nhìn thấy trong đài hỏa táng. Đài hỏa táng thì mình chỉ quay sơ ở ngoài cho các bạn xem thôi, mình không có vào trong nha các bạn. Đây là cái cổng. Bạn thấy những bức tượng này rất là sắc nét, rất là kỳ công luôn. Bây giờ mình sẽ đi trở lại chỗ ngôi chánh điện để quay cho các bạn xem. Mình cứ tưởng là Donta thì là 3 ngày, tức là ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Nhưng mà hôm nay thứ bảy mình đi thì mọi người nói đã tổ chức rồi, thì chắc tổ chức hôm qua là thứ sáu. Mình quay cái mình sẽ trở lại nha. Khu chánh điện. Đây mình sẽ bỏ dép ra để đi vào trong như vậy.
kiến trúc rất đẹp. Đây thì không phải là những bức bích họa bình thường, nhưng mà đây là nổi, làm nổi luôn các bạn, làm nổi ra luôn, làm nổi ra phía ngoài luôn các bạn, rất đẹp, toàn bộ là đều làm nổi hết. Quá đẹp. Cái chi toàn bộ những bức bích họa, những bức họa đều là tượng nổi hết các bạn. Nổi ra so với bức tường hết, chứ không phải là những bức tranh vẽ bình thường như những nơi khác. Chuông thì mình không sẽ không lên phía trên lầu, phía trên thì có những bức tranh giống như vậy thôi, thì mình sẽ không lên trên nha các bạn, mình sẽ dưới mà quay cho các bạn xem thôi. Còn 2-3 tầng trên các bạn. Rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ vòng ra ngoài và đi về thôi các bạn. Đây các bạn, lễ nè. Lễ mọi người đã cúng xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vòng ra và đi về nha các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Như thấy hay thì nhớ like và share và subscribe kênh YouTube của mình để mình có động lực để làm thêm nhiều video tiếp theo nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.